với bác sĩ có nhận định như thế nào về căn bệnh của anh Bảo ạ? Cái căn bệnh của anh Bảo rõ ràng là một cái tình trạng rất là phổ biến, nhưng mà nó bị rơi vô một cái nhóm bệnh lý rất là bệnh khó nói. Yeah. Theo cái tâm lý của dân gian người dân mình đó, là những cái bệnh lý thuộc cái vùng đấy là mình khó nói, rất là ngại ngùng. Yeah. Ngại bày tỏ với người thân, ngại nói ra và ngại gây cả ngại đi thăm khám. Đến yeah. bệnh viện khám thì họ rất là mắc cỡ. Yeah. Và đôi khi thì có những cái bệnh lý nó biểu hiện nó đơn giản và những bệnh không có quá phức tạp, nhưng vì tâm lý ngại đó nên người ta cứ để dần dần và tự xử lý hơn. Và nó nặng hơn. Và khi mà đến bệnh viện thì những cái tình huống đó nó khó dần đi và vất vả hơn cho các y bác sĩ rất nhiều. Yeah. Và nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do đâu ạ? Thì chúng ta đang nói đây là cái bệnh trĩ, cái bệnh lý vùng hậu môn trực tràng. Yeah. Thì đa phần là do cái thói quen ăn uống, sinh hoạt. Ví dụ chúng ta thường hay ăn cái chất cay nóng nhiều quá, ăn ít rau xanh, ít trái cây, ít chất xơ. Yeah. Thì nó làm cho cái việc mà chúng ta đi tiêu nó sẽ trở nên khó khăn và bắt đầu là dễ táo bón. Và khi táo bón nhiều như vậy thì dễ làm bị rách các cái vùng hậu môn trực tràng. Yeah. Và các cái búi trĩ nó to dần ra và nó sẽ chảy máu nhiều hơn, gây đau, gây khó chịu, gây mất máu. Thì có những trường hợp do sinh hoạt đó là do chúng ta ngồi nhiều quá, do cái công việc mình phải ngồi nhiều. Trước đây thì cái đa số dân số mình là làm việc ngày nông, thì chúng ta đi ngoài đồng làm việc tay chân nó nhiều hơn. Yeah, mình hoạt động thể lực nhiều hơn thì chúng ta ít ngồi yên một chỗ lắm. Còn hiện nay thì đa phần là mình sẽ ngồi ở trên cái máy vi tính, làm việc trong văn phòng, ngồi tại chỗ nhiều và ngồi nhiều nè, ăn uống ít chất xơ, ít vận động, thì những cái yếu tố nguy cơ đó nó sẽ làm cho cái vùng đó nó sẽ rất là dễ bị tổn thương. Và theo cái trọng lực cơ thể nữa, thì những cái nhóm mà những con người chúng ta thì hay đứng thẳng và trọng lực nó sẽ kéo xuống, và cái việc mà chúng ta đi tiêu mà nó khó khăn, bị táo bón thường xuyên như vậy, nó sẽ làm cho cái biến chuyển càng ngày càng xa xuống nhiều hơn và dễ bị tổn thương hơn. Và nếu mà cái này phát hiện sớm, chúng ta sẽ giải quyết rất là nhẹ nhàng đó, chứ không có nguy hiểm, không có gì gây gớm cả. Và nếu mà ngại ngùng như anh Bảo này thì sẽ càng ngày cái vấn đề phức tạp hơn. Và em có nghe nói đến một loại thuốc dân gian có tác dụng rất là tốt, đó là diệp hạ châu, thì đây là một loại thuốc như thế nào ạ? Để mình nói luôn cả về cái điều trị rồi sẽ nói riêng về cái cây này. Yeah. Thứ nhất là về cái việc mà điều trị về cái bệnh trĩ này đó, thì nó tùy theo giai đoạn. Nó có những cái giai đoạn mà nhẹ thì chúng ta có thể thay đổi trong cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, bổ sung thêm nước, thêm chất xơ, tăng cường tập thể dục, tăng cường vận động và hạn chế thời gian ngồi quá lâu một lần này. Rồi nếu mà không có hiệu quả thì ban đầu người ta sẽ kết hợp với dùng thuốc. Thuốc thì nó có thể dùng thuốc tây hoặc là dùng thuốc thảo dược. Thì những trường hợp nó có một số trường hợp đáp rất tốt với thuốc thảo dược. Thảo dược thì người ta kinh nghiệm dân gian của mình cũng có những cái loại uống trong và những loại đắp ngoài. Yeah. Thì cái diệp hạ châu là một cái kinh nghiệm dân gian, dùng kinh nghiệm dân gian thì người ta sẽ dùng xông hoặc đắp ngoài, nấu nước xông lên hoặc đắp ngoài, thì nó sẽ tác dụng là làm lành những cái vết thương, vết loét ở cái vùng đấy. Thì về mặt đông y đó, diệp hạ châu nó, tại cái tên nó là diệp hạ châu, có nghĩa là diệp là lá, hạ là bên dưới, châu là những hạt tròn. Thì ta lấy cái hình ảnh cái lá nó có những cái hạt của tròn tròn bên dưới là diệp hạ châu. Tên gì đẹp quá bác sĩ ha. Thì đó là cái tên thuốc, thì đặt tên tiếng Hán Việt thì mình đọc mình nghe cái vẻ rất là hay. Đó thì tác dụng của nó là tiêu viêm, giải độc và làm lành các cái vết thương, và nó thanh can minh mục. Thì thực ra cái tác dụng chính cái cây này đó, người ta dùng trong đông y nhiều nhất là trong cái bệnh lý mà can nhiệt của đông y. Giống như trường hợp mà viêm gan của Tây như vậy, cái viêm gan vàng da vàng mắt. Thì hiện nay trong các nghiên cứu học mới đây thì người ta cũng thấy rằng là cái diệp hạ châu này nó có tác dụng kiểm soát được cái virus viêm gan CBB nó rất là tốt. Cho nên thì ngoài cái chuyện mà giải quyết các cái vết loét, các cái vết mụn mủ ngoài da, các cái tổn thương da trong cái bệnh lý trĩ ngoài da có viêm, có chảy mủ này, hoặc là các cái bệnh lý gan mật, thì cũng được xài rất là tốt cái cây này. Cây này tốt như vậy thì làm cách nào để bà con có thể dễ dàng tìm được ạ? Hiện nay thì cây diệp hạ châu này mọc ở Việt Nam mọc hoang rất là nhiều. Mọc hoang rất nhiều và chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được. Sao em chưa bao giờ nghe qua? Có thể là ngọc có thể thấy yeah. nhưng mà nó cũng như là cây gỗ bình thường khác thì họ ngọc sẽ không biết là cây gì. Thì ngoài cái tên diệp hạ châu nữa thì nó có một cái tên dân gian hơi xấu là cây chó đẻ răng cưa. Yeah. Thì ngày xưa thì có một cái truyền thuyết là khi mà những cái
con chó mà mẹ sinh chó con xong đó thì bắt đầu là tự chạy ra ngoài cái khu vực kiếm cái cây này để ăn. Thì khi sau khi ăn cái cây này xong thì cái chó mẹ phục hồi sức khỏe rất là tốt. Cái chảy máu cái tống xuất nhau này kia thì phục hồi nhanh hơn. Thì cho nên người ta quan sát thấy những cái động vật, đặc biệt là chó, nó ăn sau khi sinh con xong ăn cái cây này, tôi đặt tên là cây chó đẻ. Mà hình ảnh nó có những cái giống như răng cưa, thì là cây chó đẻ răng cưa. Nhưng mà tên thuốc tiếng Hán là Diệp Hạ Châu. Thì nó có nhiều tên khác nhau lắm. Thì nó mọc hoang rất nhiều, và hiện nay các công ty dược phẩm thì họ cũng có những cái nguồn trồng. Họ việc biết cái cây này tác dụng tốt, họ phải có chủ động cái nguồn mà cần sản lượng lớn hơn. Họ có những nguồn trồng chuyên nghiệp, cho nên mình nếu mình cần cái số lượng lớn thì mình vẫn có thể mua được dạng tươi hoặc là dạng khô để sử dụng cũng rất là dễ dàng. Dạ vâng. Và nói đến cách điều trị như vậy thì Minh Ngọc cũng nhận thấy là đây là một căn bệnh khó nói, nên là mình tốt nhất là nên phòng tránh để được bị bệnh. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng những vấn đề tế nhị. Khó nói là do cái tâm lý của cái người dân của mình chưa có hiểu rõ về nó và mặc cảm thôi. Chứ thực ra về mặt y khoa thì không có bệnh nào khó nói hết. Và khi mà nếu chúng ta có kiến thức rõ ràng và kỹ lưỡng về mặt bệnh này thì nó hoàn toàn bình thường như những bệnh lý khác. Và khi có triệu chứng thì chúng ta nên mạnh dạn đến các cái bệnh viện lớn, cái bệnh viện có uy tín để được thăm khám cho nó bài bản và có cái phác đồ điều trị cho mình phù hợp cho từng thể bệnh, từng giai đoạn, chứ không phải lúc nào là mình cũng tâm lý là ủa bệnh này khó nói rồi vô đụng cái mổ mình rất là sợ. Nghe mổ là sợ đó, liền. Vừa sợ mổ mà vừa sợ đau đớn và vừa thấy ngại ngùng nữa, cho nên người ta sẽ bắt đầu là giấu đi. Thì nó sẽ làm bệnh nó không tốt. Nhưng mà bệnh này có cần phải mổ để điều trị không ạ? Nó có tùy theo cái giai đoạn, nó có những giai đoạn nặng, giai đoạn mình tới độ 4 mà nó xa hẳn ra ngoài thì chắc chắn là phải phẫu thuật. Nhưng mà những giai đoạn khác, giai đoạn nhẹ hơn thì chúng ta có thể cải thiện bằng ăn uống sinh hoạt, ngay cả không dùng thuốc mà. Cải thiện bằng cái sinh hoạt, bằng cái ăn uống trong ngay trong chế độ ăn, chúng ta cũng có thể cải thiện được. Thì nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải uống thuốc, lúc nào chúng ta cũng phải đụng vô là mổ liền. Dạ, mình phải lưu ý chế độ ăn như thế nào ạ? Đó. Thì chế độ ăn thì nhất là chúng ta phải cung cấp nhiều chất xơ. Chất xơ là từ rau xanh, từ trái cây. Các cái chất mà nó tăng cái khả năng nhuận trường, ví dụ như là chúng ta ăn mấy cái quả đu đủ, rồi nấu canh mồng tơi nè, rau đay nè, đậu bắp nè, những cái loại đó, hoặc là ăn thêm cái khoai lang để làm sao ăn chuối để tăng thêm cái lượng trường. Đừng làm sao mà chúng ta bị táo bón mà tới 4-5 ngày cả tuần chúng ta mới đi tiêm một lần, phân khô cứng chảy máu thì chắc chắn là chúng ta không tốt rồi. Chúng ta làm sao mà mỗi ngày được vệ sinh được tốt hết, rồi uống nước, tránh ngồi lâu, bổ sung đủ nước cũng là vấn đề rất cần thiết. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, để chúng ta có những phương pháp giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại.